Chào các em. Nội dung cái buổi học ngày hôm nay thì thầy cùng với các em tiếp tục ôn tập cái góc của hình tròn. Ta đi vào phần A lý thuyết. Ba, góc tạo bởi tia thiên tuyến và thi cung. Em quan sát trên màn hình, thầy giáo có góc x AB là góc tạo bởi tia thiên tuyến với cung chắn cung AMB. Em cần nhớ góc tạo bởi tia thiên tuyến và dây cung là một góc có đỉnh nằm trên đường tròn, một cạnh chứa dây cung của đường tròn và một cạnh là một tia thiên tuyến. Ở hình này chúng ta còn có góc BAI cũng là góc tạo bởi tia thiên tuyến và dây cung. Với góc tạo bởi tia thiên tuyến và dây cung thì có số đo bằng nửa số đo cung bị chắn. Với một góc nội tiếp bởi góc tạo bởi tia thiên tuyến và dây cung cùng chắn một cung thì bằng nhau. Đây cũng chính là cái định lý và hệ quả về góc tạo bởi tia thiên tuyến và dây cung mà chúng ta đã được học. Theo sang phần thứ tư, góc có đỉnh ở bên trong, góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn. Cho đường tròn tâm O thì giáo có hai dây AB và CD cắt nhau tại M. Khi đó thì ta gọi góc AMC này là góc có đỉnh nằm trong đường tròn và chắn hai cung AC và BD. Ở hình này thì các em còn có góc AMD, DMB cũng là góc có đỉnh nằm trong đường tròn. Với góc có đỉnh nằm trong đường tròn thì số đo của nó bằng tổng số đo hai cung bị chắn, cụ thể là góc AMC bằng 1 phần 2 số đo cung AC cộng số đo cung BD. Tiếp tục các em xét góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn. Ở đây thì thầy đọc có góc E hay là góc AEC, góc BED cũng được, là góc có đỉnh nằm ngoài đường tròn và chắn hai cung AC và BD. Em quan sát cái cung AC và BD nằm trong góc E. Ta có với góc có đỉnh nằm ngoài đường tròn thì số đo bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn, cụ thể là góc AEC bằng 1 phần 2 số đo cung BD trừ đi số đo cung AC. Các em đã biết là qua một điểm M nằm ngoài đường tròn tâm O thì chúng ta vẽ được hai cái tia tuyến với đường tròn tâm O. Thì để vẽ được chính xác hai cái tia tuyến này thì các em dựng trung điểm của đoạn MO và từ đó các em vẽ đường tròn đường kính MO cắt đường tròn tâm O tại hai điểm. Khi đó thì hai cái điểm này chính là hai cái tiếp điểm của tiếp tuyến kẻ từ M tới đường tròn tâm O. Nên là các em lưu ý khi vẽ hình vẽ làm sao cho nó thật chính xác. Giờ chuyển sang nghiên cứu phần V. Bài toán 4, cho đường tròn tâm O bán kính R, M là một điểm nằm ngoài đường tròn tâm O. Qua M kẻ các tiếp tuyến M A, M B với đường tròn tâm O, A, B ở đây là các tiếp điểm. Kẻ các tuyến M, C, D bất kỳ với đường tròn tâm O, M, C nhỏ hơn M, D. Chứng minh rằng tam giác M, A, C đồng dạng với tam giác M, D, A. Phần B, chứng minh rằng M, A đỉnh và M, C nhân M, D. Phần C, chứng minh rằng AC nhân BD bằng AD nhân BC. Phần D, cho C là trung điểm của MD, AB bằng B, tính AC. Em hãy vẽ hình vào bảng của mình. Chúng ta đi chứng minh phần A, chứng minh rằng tam giác MAC đồng dạng với tam giác MDA. Chúng ta thấy rằng hai tam giác này có sẵn góc M chung, có MA là tiếp tuyến của đường tròn tâm O,
Nên chúng ta có góc MAC bằng góc MBA vì cùng bằng một nửa số đo cung AC. Từ đó chúng ta dễ dàng chứng minh được hai tam giác này đồng dạng theo trường hợp góc góc. Phần B. Chứng minh rằng MA bình bằng MC nhân MD. Em thấy rằng MA, MC, MD là các cạnh của hai cái tam giác MAC và MBA này đồng dạng. Nên từ hai cái tam giác này đồng dạng, chúng ta sẽ suy ra được MA trên MD bằng MC trên MA. Và các em suy ra được MA bình bằng MC nhân MD. Chúng ta tiếp tục đi chứng minh phần C. Chứng minh rằng AC nhân BD bằng AD nhân BC. AC BD AD BC. Ta thấy rằng AC BC AD BD chính là bốn cạnh của tứ giác AC BD. Thế thì tứ giác này có một kết quả rất là đặc biệt, tích hai cạnh đối bằng nhau. Đây là một cái kết quả mà chúng ta cần phải chứng minh. Trước hết, từ tích AC nhân BD bằng AB nhân BC, chúng ta có tỷ lệ thức AC trên BA bằng BC trên BD. Rất nhiều em loay hoay đi tìm những cặp tam giác đồng đẳng từ bốn cái đoạn thẳng này, nhưng mà chúng ta không có cặp tam giác nào đồng đẳng từ bốn cái đoạn thẳng này được. Do vậy mà chúng ta sẽ chứng minh các tỷ số này cùng bằng một cái tỷ số thứ ba. Đối với những bài toán hình thì các em đã làm được đến phần C như thế này, thì ngoài việc khai thác triệt để cái giả thuyết, các em sẽ tận dụng những cái kết quả phần A, phần B để làm. Ở đây các em quan sát phần A, chúng ta đã có cái tam giác MAC đồng dạng với tam giác MDA rồi, nên chúng ta suy ra tỷ lệ thức MA trên MD bằng AC trên DA. Nếu chúng ta chứng minh được MA trên MD bằng BC trên BD thì coi như bài toán chứng minh xong. Các bạn quan sát ở mẫu của tỷ lệ thức này, chúng ta tạo thành tam giác MBD. Nhưng ở trên tử của tỷ lệ thức này thì chúng ta thấy rằng MA và BC không tạo thành tam giác, nhưng mà A và MB là hai cái tuyến cắt nhau nên MA bằng MB. Trong trường hợp này chúng ta nên chứng minh MB trên MD bằng BC trên BD. Khi đó chúng ta xét hai tam giác MBC và tam giác MDP là hai tam giác đồng đẳng. Chúng ta chứng minh tương tự như phần A. Và từ đó các em sẽ suy ra được tích AC nhân BD bằng DA nhân BC đều phải chứng minh. Tiếp tục thầy cùng với các em nghiên cứu chứng minh phần C. Cho C là trung điểm của MD, AD bằng B tính AC. Đây là một câu thầy đã trích từ câu C của một bài hình thi vào trung học phổ thông của tỉnh Hải Dương năm 2000. Và có C là trung điểm MB, AD bằng B. Chúng ta cần phải tính AC. Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ thiết lập một lệnh thức nào đó liên quan giữa các yếu tố đã biết để thực cho trong bài toán này, và từ đó tính được AC. Thực tế thì cái bài toán này em chỉ cần dựa vào kết quả của phần A, em biến đổi một chút thì em sẽ được tính được AC. Em thấy là từ phần A chúng ta có tam giác MAC đồng dạng với tam giác MDA trong trường hợp góc góc. Thì chúng ta có dãy tỉ số bằng nhau, đó là MA trên MD bằng MC trên MA và bằng AC trên DA.
đang suy ra mà a nhân mà d nhân với mà c trên mà a thì bằng a c trên a nhân với a c trên a. Ở đây chúng ta có một cái đại lượng trung gian là mà a, chúng ta rút gọn cho tử và mẫu, chúng ta sẽ suy ra được tỉ số mà c trên mà d sẽ bằng a c trên da tất cả bình và a c bình trên a d bình, vì c là trung điểm của mà d, chúng ta có tỉ số mà c trên mà d bằng 1 phần 2, a d nằm ở đại lượng biết bằng b, từ đó mình sẽ suy ra được 1 phần 2 bằng a c bình trên b bình, và từ đó suy ra a c bình bằng b bình trên 2, khi đó AC bằng B trên căn 2. Vậy em sẽ tính được AC bằng B trên căn 2. Qua nội dung cái bài toán số 4 này thì chúng ta thấy là phần C phần D thì phần về cơ bản cũng chúng ta chỉ cần dựa vào phần A phần B biến đổi một chút là chúng ta làm được. Và chúng ta cần nắm chắc cho thầy giáo cái kết quả phần D mà a bình bằng mà c nhân mà d. Nó đơn giản là chúng ta có mà a là tiếp tuyến, mà c d là các tuyến, thì chúng ta sẽ có mà a bình bằng mà c nhân mà d. Kết quả này còn vận dụng cho rất nhiều những bài toán khác. Ta xem bài tập số 5. Cho đường tròn tâm O và tâm O phải khác nhau tại A và B, kẻ tiếp tuyến xin ngoài mà nào? Mà thuộc trường tâm O là thuộc trường tâm O phải, đường thẳng AD cắt mà là tại Y, chứng minh rằng Y là trung điểm của mà nào. Đây cũng là một cái bài toán mà thầy giáo đã trích ra từ câu C của một bài hình thi vào trung học phổ thông năm 2013 của thi từ giảng viên. Nếu như em đã nắm chắc được kết quả của phần B và số 4 thì chúng ta thấy rằng xét đường tròn tâm O IM là tiếp tuyến với đường tròn IAB là một các tuyến bằng cách chứng minh hai tam giác đồng dạng. Chúng ta có IM bằng IA nhân IB. Tương tự xét với đường tròn tâm O phải cũng có IM là tiếp tuyến IAB là các tuyến, thì từ đó bằng cách xét hai tam giác đồng dạng chúng ta có IL bằng IA nhân IB, và dẫn đến chúng ta có IM bình bằng IL bình. Và suy ra IM bằng IL thì bài toán này chẳng nên rất là dễ dàng. Quay trở lại cái bài toán số 4. Ở đây thầy giáo vẽ các tuyến mà CD bất kỳ. Trong trường hợp đặc biệt, các tuyến mà CD là đi qua tâm O, chúng ta còn có một số cái kết quả thú vị khác. Cụ thể là chúng ta xét ở bài toán số 6. Bài toán số 6 cho đường tròn tâm O mà là một điểm nằm ngoài đường tròn tâm O qua mà để tiếp tuyến mà a mà b với đường tròn tâm O, AB là các tiếp điểm đường thẳng mà O cắt đường tròn tâm O phần lượt tại C và D, mà C nhỏ hơn mà D và cắt AB tại H phần A, chứng minh rằng C là căn đường tròn nội tiếp tam giác mà AB phần B, chứng minh rằng mà H nhân mà O bằng mà C nhân mà D phần C, chứng minh rằng H nhân mà D bằng mà C nhân HD và 2 trên mà H bằng 1 trên mà C cộng 1 trên mà D. Em hãy vẽ hình tròn ở đây.
chúng ta định chứng minh phần A, chứng minh rằng C là tâm đường tròn nội tiếp tam giác mà AB. Liên quan đến cái kiến thức cũ, trước hết các em hãy nhớ lại xem thế nào là đường tròn nội tiếp tam giác và tâm của chúng là ra để ba đường nào. Các em đã biết là đường tròn nội tiếp một tam giác là đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác và tâm của chúng là ra biển ba đường phân giác của tam giác. Như vậy trong bài toán này để chứng minh C là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác MAB, chúng ta sẽ đi chứng minh C là giao điểm ba đường phân giác trong của tam giác MAB. Chúng ta có ngay MO là phân giác của góc AMB theo tính chất hai tiếp tuyến khác nhau. Như vậy thì MC chính là một đường phân giác của tam giác MAB. Bây giờ chúng ta đi chứng minh AC cũng là một đường phân giác trong của tam giác MAB. Cụ thể chúng ta đi chứng minh góc MAC bằng góc BAC. Trong trường hợp này các em thấy rằng là góc MAC bằng nửa số đo cung AC, chính là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cùng chắn cung AC. Còn góc CAB bằng một nửa số đo cung BC. Nếu như hai cung AC và BC này bằng nhau thì hai góc MAC và BAC bằng nhau. Các em lại thấy rằng là MO là phân giác của góc AOB, nên suy ra góc AOC bằng góc BOC, tính chất hai tiếp tuyến khác nhau. Từ đó suy ra cung AC bằng cung BC và số đo cung AC lúc đó cũng bằng số đo cung BC. Như vậy chúng ta sẽ có góc MAC bằng một nửa số đo cung AC, BAC bằng 1/2 số đo cung BC. Từ đó chúng ta suy ra được góc MAC bằng góc BAC, hay là AC là phân giác của góc MAB. Tam giác MAB có hai đường phân giác cắt vào tại C. Từ đây suy ra C là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác MAB. Tiếp tục các em suy nghĩ chứng minh phần B. Chứng minh rằng MH nhân MO bằng MC nhân MD. Nếu các em để ý kỹ kết quả của bài tập số 4 thì MCD là các tuyến với đường tròn tâm O, chúng ta có ngay MC nhân MD bằng MA bình. Để chứng minh này là hai tam giác đồng dạng. Nếu như chúng ta chứng minh được MA bình cũng bằng MH nhân MO thì chúng ta sẽ suy ra được MH nhân MO bằng MC nhân MD. Trong bài toán này các em có lưu ý một kết quả chúng ta đã chứng minh rất nhiều lần, chính là MO vuông góc AB tại H. Vì tam giác MAB là tam giác cân tại M, có MH là đường phân giác, lúc đó MH cũng là đường cao. Nên chúng ta suy ra được tam giác MAO vuông tại A và có MH là đường cao. Từ đó chúng ta có MA bình bằng MH nhân MO. Và từ 1 và 2 chúng ta suy ra được MC nhân MD bằng MH nhân MO. Điều phải chứng minh.
Tiếp tục thầy cùng với các em đi chứng minh phần C. Chứng minh rằng HC nhân MD bằng MC nhân HD 2 trên MH bằng 1 trên MC cộng 1 trên MD. HC nhân MD bằng MC nhân HD. Ta cũng thấy rằng bốn đoạn thẳng này cùng nằm trên một đường thẳng. Chúng ta thấy có cái tích MC nhân MD bằng MH nhân MO chúng ta đã chứng minh ở phần B. Thì cách thứ nhất các em có thể biến đổi trực tiếp từ phần B để suy ra cái kết quả HC nhân MD bằng MC nhân HD. Cách thứ hai là từ đẳng thức cần chứng minh này em biến đổi như vậy một tỷ lệ thức. Cụ thể trong trường hợp này chúng ta sẽ biến đổi thế này. Chia ra cái tỷ lệ thức HC nhân MD nó sẽ tương đương với HC sin MC HD sin MD. Các em để ý một chút thì HC sin MC chúng ta sẽ bằng AH sin AM vì AC là đường phân giác trong của tam giác AHM. Mặt khác, góc CAB bằng 90 độ góc nội tiếp trong đường tròn. Nên chúng ta suy ra được AC sẽ vuông góc với AD. Mà có AC là đường phân giác trong thì suy ra AD là đường phân giác ngoài. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được AM trên AH cũng bằng BM trên DH. Và từ 3 và 4 chúng ta suy ra được CM trên CH bằng BM trên DH. Và chúng ta suy ra được CM nhân DH bằng CH nhân BM. Điều phải chứng minh. Rất nhiều những cái đề thi vào trung học phổ thông thì người ta yêu cầu chúng ta chứng minh kết quả này. Tiếp tục các em đi chứng minh phần còn lại, chứng minh rằng 2 trên MH bằng 1 trên MC cộng 1 trên MD. Gặp cái hệ thức này thì thường các em rất là ngại vì nó liên quan đến nghịch đảo của các đoạn thẳng. Đây thường là những câu C bài hình thi vào trung học phổ thông. Ở đây thầy giáo đặt cùng với lại cái câu C trong bài toán số 6 này. Thực ra thì nếu như các em biến đổi một chút thì từ kết quả trực cận chứng minh này nó sẽ tương đương với cái hệ thức phía trước, đó là HC nhân MD bằng MC nhân HD. Chúng ta sẽ chứng minh được cụ thể như sau. Từ cái hệ thức 2 trên MH bằng 1 trên MC cộng 1 trên MD, em chuyển 1 trên MH sang phía bên phải, 1 trên MD sang phía bên trái, chúng ta có đẳng thức 1 trên MH trừ 1 trên MD bằng 1 trên MC trừ 1 trên MH. Em quy đồng nó lên. Vậy chúng ta sẽ có MD trừ MH trên MH nhân MD bằng MH trừ MC trên MC nhân MH. Em chú ý cho thầy giáo MD trừ MH thì nó ra HD. Vậy nó sẽ tương đương với HD trên MH nhân MD bằng CH trên MC nhân MH.
ở hai vế của cái đẳng thức này chúng ta cùng có mà, nên chúng ta rút gọn nó đi. Vậy chúng ta có tỷ lệ thức HD trên MD bằng CH trên MC và tương đương với HD nhân với CM bằng CH nhân với lại MD luôn đúng theo cái đẳng thức phía trên. Chúng ta đã chứng minh được. Để cùng với các em chuyển sang nghiên cứu bài toán số 7. Cho tam giác A khi C nội tiếp điểm trọng tâm O, gọi M và P là điểm chính giữa có các cung nhỏ BC, CA, AB. Mà P cắt ADA trên lần lượt I và K. Phần A, tam giác AIK là tam giác từ từ sau. Phần B, MP cắt AB tại O, MN cắt AC tại F. Chứng minh là AS song song với BC. Liên quan đến cái việc vẽ hình tại các ngang ngạn, chúng ta một chút để chúng ta ghi nhớ để xác định được chính xác cái điểm chính giữa của một cung. Các em cũng đã có một cái kiến thức là đường kính vuông 51 giây đi qua điểm chính giữa của cung. Do vậy, ví dụ như chúng ta muốn xác định điểm nào, các em vẽ một đường thẳng qua vuông 50 giây AC, cắt cái cung nhỏ AC tại điểm nào thì đấy chính là điểm nào. Các em hãy vẽ hình vào vở của mình. Y xuống phần A. Phần A tam giác AIK là tam giác gì thì sao? Rồi khi mình ta đã hỏi như thế này thì tam giác này sẽ rơi vào những cái tam giác đặc biệt mà chúng ta học như tam giác cân, tam giác bè, tam giác vuông vân vân. Thế thì chúng ta phải căn cứ vào cái hình vẽ mà chúng ta vẽ được và từ đó chúng ta dự đoán là chúng ta sẽ đi chứng minh cái bài toán thì ở đây tôi có thể dự đoán là tam giác AIK tam giác cân tại A để chúng ta đi chứng minh cái điều đấy. Muốn chứng minh được cái tam giác AIK là cân tại A thì chúng ta một là đi chứng minh ngay nhé cạnh AI bằng AK hoặc chứng minh hai góc ở đáy bằng nhau đó là góc AIK còn góc AKI. Trong trường hợp này các em thấy rằng góc AIK hay là góc AIN chính là góc có đỉnh nằm trong đường tròn nên chúng ta có thể biểu thị được theo số đo của các cung bị sáng. Tương tự như vậy thì chúng ta có góc AKP cũng là góc đỉnh nằm trong đường tròn. Từ đó thì chúng ta sẽ chứng minh phần A như sau. Nhất, chúng ta có góc AKP bằng 1 phần 2 số đo phi AP cộng với số đo phi NC. Thứ hai, chứng minh tương tự góc AIN bằng 1 phần 2 số đo phi BD cộng với số đo phi AN. Mặt khác, các cung này bằng nhau PA bằng PB, NA bằng NC. Từ đó thì suy ra hai góc AKP bằng góc AIN và suy ra tam giác AIK cân tại I. Tiếp tục em xin những chứng minh phần B. MP cắt AB tại O và N cắt AC tại F chứng minh rằng EF song song với BC. Muốn chứng minh được EF song song với BC thì các em thử nghiệm và dấu hiệu nhận biết đấy.
2800 phong này em chứng minh. Đây là một cái phần mà tương đối khó với chúng ta. Vì thông thường thì chúng ta chỉ nghĩ đến cái việc mà chứng minh những cặp góc cho trong mà nhau, những góc đồng định bằng nhau và góc trong cùng phía bằng nhau mà cùng vuông góc, cùng song song với cái đường thẳng thứ ba thì song song. Nhưng ngoài ra thì các em để ý kỹ xem thầy giáo, chúng ta còn có thể dựa vào cái định lý tam giác đảo để chúng ta chứng minh hai đường thẳng song song. Cụ thể nếu chúng ta chứng minh được EA trên EB bằng FA trên FC thì từ đó chúng ta sẽ suy ra được EF song song với BC. Các em để ý kỹ cho thầy giáo, P là điểm chính giữa của cung AD. Nên chúng nếu chúng ta nối mà A mà B mà C, mà A mà B mà C thì lúc đấy chúng ta có góc A mà E bằng góc B mà E, hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau và dẫn đến chúng ta có ME là phân giác trong của tam giác AMB, nên chúng ta suy ra được EA trên EB bằng MA trên MB. Chứng minh tương tự FA trên FC cũng bằng MA trên MC. Mặt khác chúng ta lại có hai cung MB bằng cung MC nên hai dây căng hai cung cũng bằng nhau, hay nói cách khác là MB sẽ bằng MC. Đây thì các em sẽ suy ra được EA trên EB bằng FA trên FC và từ đó các em suy ra được EF song song với BC theo định lý tam giác đảo. Đây cũng là điều phải chứng minh. Các em thân mến, qua cái buổi học thì thầy đã ôn tập lại cho chúng ta các kiến thức lý thuyết cơ bản liên quan đến các loại góc trong đường tròn và một số cái bài tập điển hình mà chúng ta thường gặp trong những đề thi vào trung học phổ thông. Về nhà các em xem lại cho thầy giáo toàn bộ cái phần lý thuyết liên quan đến các loại góc trong đường tròn và các bài tập đã chữa. Buổi học đến đây kết thúc. Xin chào các em và chúc các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi vào trung học phổ thông sắp tới.